Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ từ năm 2021 đến nay, các bộ cơ quan đã cắt giảm đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa trên 1.100 quy định của 9 bộ cơ quan. Cổng thẩm vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã được đưa vào vận hành và cập nhật trên 17.600 quy định hiện hành, 350 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm đơn giản hóa trên 1.000 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội doanh nghiệp và theo dõi về quá trình thực thi các phương án cải cách. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuy đã có những đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính, song việc phối hợp giữa các bộ ngành vẫn còn hạn chế, quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều chi phí không cần thiết. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành trong cải cách thủ tục hành chính, tôn trọng thực tiễn khách quan, bám sát khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm trung gian, tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có các giải pháp thúc đẩy kịp thời, đặc biệt phải thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng thực hiện và xử lý thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục những yếu kém còn tồn tại trong thực hiện các dịch vụ công, đẩy mạnh đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.